Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiệu. Và trong video ngày hôm nay thì Hiệu sẽ chia sẻ các bạn cái cảm nhận cũng như bài học của Hiệu trong cái quá trình mà Hiệu thanh lọc Facebook mình, thanh lọc những người bạn bè mà mình không bao giờ tương tác. Và đây rất là thú vị khi mà mình kể cho bạn nha. Trước thì Hiệu có sở hữu ở đâu đó hơn 4.600 bạn bè. Họ đến từ đâu? Họ đến từ những trải nghiệm quá khứ của mình, là những thời mà mình bắt đầu sử dụng Facebook cá nhân và mình bắt đầu add friend những người bạn, những người gợi ý cho mình. Thì đó là những mình nghĩ lúc đấy, thời đấy mình nghĩ rằng nếu mình có rất là nhiều những mối quan hệ, rất là nhiều những bạn bè thì chắc chắn rằng sau này họ sẽ có một điều gì đấy sẽ giúp ích cho mình. Đó. Thế là hàng ngày mình có add friend rất là nhiều những người bạn trên Facebook, thậm chí là mình những người bạn đấy mình không biết. Và có những cái cộng đồng ngày trước thì Hiệu cũng tham gia những cộng đồng tích cực, tham gia những cộng đồng chia sẻ những kiến thức. Thì mình nghĩ rằng bây giờ mình cũng muốn tạo ra những môi trường tuyệt vời, mình cần kết bạn những người tuyệt vời như vậy, và mình cũng ăn add friend những người bạn như vậy. Và hàng ngày thì số lượng friend của mình nó được gia tăng lên, và thậm chí có những thời điểm nó lên tận 5.000 bạn bè, full 5.000. Và có một sự thật vô cùng thú vị rằng khi mình add friend như vậy rất là nhiều, nghĩ rằng cái mối quan hệ mình rất là lớn, nhưng tuy nhiên là cái sự tương tác của mình không có nhiều. Bởi vì tại sao? Thứ nhất là mình chẳng là ai trong cái xã hội, mạng xã hội Facebook, mình chỉ là một cái hạt cát nhỏ trong sa mạc đấy. Và thứ hai là mình chưa, lúc thời điểm đấy mình chưa có một giá trị nào để có thể chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể follow và cập nhật những thông tin của mình. Điều này là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không có một cái giá trị nào cả, hay là bạn không có một thông tin giá trị mà mang đến cho những người bạn của bạn hay những khách hàng của bạn, thì chắc chắn rằng thì bạn, họ không bao giờ cần, họ không bao giờ follow bạn hay là cần để có thể tìm hiểu bạn. Vậy nên bạn cần phải tập trung gia tăng giá trị và phát triển bản thân mình nhiều hơn. Và trong khoảng thời gian mà Hiệu là tập trung để học tập và phát triển bản thân, thì Hiệu không có dùng Facebook nhiều, nên cái độ tương tác cũng Hiệu không có nhiều. Nhưng tuy nhiên là mình chỉ giữ những mối quan hệ tương tác chất lượng hay những người bạn bè mình thôi. Nhưng tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây thì Hiệu mong muốn có thể xây dựng cộng đồng, cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái giá trị mà mình học được, những bài học mà mình học được từ người thầy của mình hay những người thầy trong sách vở của mình, để các bạn có thể có một điều gì đó hiểu sâu hơn, hay có những kinh nghiệm nào đấy có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hay có những điều mà có thể giúp bạn giải tỏa được stress, giải tỏa những vấn đề suy nghĩ của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Thì điều đấy là mình giúp đỡ cho bạn. Thì sắp tới trên tầng phơi của mình thì mình sẽ có những hành trình để chia sẻ những điều tuyệt vời như vậy. Vậy nên mình chỉ dành cho những người bạn thật sự là họ quan tâm và họ đang thật sự là muốn được phát triển bản thân mình nhiều hơn. Nên Hiệu đang làm mới Facebook của mình bằng cách là mình sẽ unfriend đi những người bạn mà mình chưa bao giờ tương tác, hay những người mà thật sự là họ quá nhỏ đi. Bởi vì khi mà mình thanh lọc thì mình nhận thấy một điều. Thứ nhất là có rất nhiều những người bạn bè của mình là những người mà bị hack tài khoản Facebook, nên là cái những Facebook đấy không còn tồn tại nữa, nên mình cần phải thanh lọc, bỏ nó đi. Thứ hai là những người bạn mà họ là những người mà đang có cuộc sống rất bình thường, và họ là những người mà đang là tuổi tin, tuổi trẻ trâu. Thì những cái mà họ đang cập nhật trên tường Facebook của họ là những thông tin, những cảm nhận của họ, hay những suy nghĩ của họ, những cái stress của họ, những than vãn trên tường Facebook của họ. Và họ thường thì để làm sao nhận diện được thì họ thường để nhận diện những hoa lá, cỏ cây, hay những sản phẩm, hay là những con vật mà họ yêu thích. Nhưng nếu bạn tiếp tục để những người bạn như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần cho bạn. Vì những cái cảm xúc của họ, những cái tiêu cực hay những cái câu chuyện mà trong cuộc sống hàng ngày mà nó mang sự tiêu cực cho người khác, thì nó sẽ ảnh hưởng tới khi bạn cập nhật tới Facebook, nó xuất hiện những thông tin đấy thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng tới bạn. Và điều thứ hai là cái nhóm người mà họ đang phát triển bản thân mình nhiều hơn và đang học tập và trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, thì họ là những người mà đang chia sẻ những giá trị, chia sẻ những thông tin tuyệt vời trên mạng xã hội, hay họ là những người mà giúp đỡ, giúp ích cho rất nhiều người khác. Vậy nên chúng ta cũng cần phải giữ lại những mối quan hệ đấy, và
Facebook của họ hay là những cái bài tìm họ, thì chắc chắn là mình sẽ có một cái sự, follow đặc biệt dành cho họ. Đó, vậy nên chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta cần đang mong muốn điều gì, ta mong muốn phát triển bản thân hay là mong muốn về kinh nghiệm về kinh doanh hay là bán hàng hay các kiến thức về những kỹ năng đó, thì chúng ta cần phải xác định được rõ là xem mình đang mong muốn điều gì và mình đang mong muốn tạo ra chương trình gì hay chia sẻ những giá trị gì. Thì khi bạn mong muốn điều đấy thì bạn sẽ cần biết là thì ai là người mà có thể là nhu cầu cần thiết những cái thông tin đó, ai là những người mà họ cần những thông tin mà bạn đang chia sẻ, thì bạn hãy tập trung vào điều đó. Và những người mà không cần thiết thì bạn hãy nên ẩn xóa để không phải làm phiền họ, đúng không? Không cần phải làm phiền họ và họ cũng không để cho họ ảnh hưởng từ bản thân của mình. Vậy nên mình cần phải ẩn xóa và thanh lọc cái bạn bè mình đi, thì chắc chắn rằng những điều tuyệt vời, những giá trị của mình chia sẻ cũng là những giá trị hữu dụng và giúp ích cho cộng đồng của mình. Vậy nên Hiệu cũng mong muốn có thể chia sẻ với bạn để bạn có góc nhìn, có thể hành động hay là có một sự thanh lọc mới. Bạn bè mình có một câu nói rất là hay, đó là bạn là trung bình của những người bạn đang giao tiếp hàng ngày. Vậy những người mà bạn đang nói chuyện hàng ngày, những cái người, những cái bản tin mà bạn đang được xuất hiện trên Facebook của mình, và những người bạn đang chia sẻ những thông tin gì, những thông tin tích cực hay là tiêu cực, thì bạn cần phải xem xét và bạn phải đặt ra mục tiêu cho mình. Đó nên là tại sao chúng ta